Xin chào tất cả mọi người. Mình là Phương, là cựu CEO của Mỹ Thuật Bụi. Và chia sẻ một chút thì mình là người đầu tư ra cái triển lãm, chủ đề triển lãm lần này chính là About Time. Mình thực sự đang rất là gato với không khí vui vẻ, ấm cúng mà mọi người đang có ở đêm khai mạc của About Time. Muốn bay về ngay mà không được, vì mình đang ở Berlin. Mọi người có thực sự thích About Time không ạ? Đúng như điều mà Bụi chia sẻ là thông điệp mà triển lãm đang mang tới, chính là tôi đem ký ức đẹp lưu giữ nhẹ vào tranh. Thì từ phía người đề ra đề tài cho triển lãm lần này, mình muốn nhắn nhủ, thay Bụi nhắn nhủ với các bạn rằng đúng như điều mà chúng ta luôn luôn tâm niệm khi vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ rằng tất cả các bạn đều muốn gửi gắm những cái thông điệp, những tình cảm, những suy nghĩ của mình, những cái tư tưởng, tâm tư mà mình muốn truyền đạt ra bên ngoài, truyền đạt với tất cả mọi người và bức tranh và cái sáng tác của mình. Và qua triển lãm lần này thì mình hy vọng là các nhà tác giả cùng với sự giúp đỡ, sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía Bụi đã thực hiện được cái mong muốn đó. Phải nói rằng để tổ chức được một triển lãm chuyên nghiệp như thế này cho các bạn không chuyên, Bụi đã cố gắng, đã nỗ lực rất là nhiều, đã vượt qua rất là nhiều khó khăn từ phía ban tổ chức, phía ban chuyên môn, rồi các bạn làm marketing, các bạn truyền thông, và cũng chính là từ phía các tác giả nữa. Tất cả mọi người, tất cả chúng ta đã làm nên một điều thật sự là kỳ diệu. Chúc mừng mọi người vì điều đó. Hy vọng rằng About Time hay là tất cả những cái triển lãm sau này của Bụi sẽ trở thành một cái sân chơi lành mạnh và thực sự truyền cảm hứng cho các bạn yêu nghệ thuật không chuyên. Các bạn đã và đang trải nghiệm và rèn luyện bản thân mình trở thành một người họa sĩ không chuyên đấy. Hy vọng mọi người thực sự hài lòng với những tác phẩm của mình và thực sự cảm thấy trưởng thành, thực sự cảm thấy ngày càng yêu hội họa hơn nữa. Chúc cho tất cả mọi người một triển lãm, một tuần triển lãm thật sự là thành công. Chúc cho ban tổ chức đủ sức khỏe, đủ niềm tin để có thể tiếp tục triển khai tuần triển lãm này thành công hơn nữa. Và chúc cho các tác giả của chúng ta có một tuần thực sự là tỏa sáng. Hãy nói cho mọi người ý nghĩa về những tác phẩm của bạn. Hãy đưa mọi người đến tham quan và hãy chia sẻ với mọi người những ý tưởng, những tình cảm, những niềm vui, những nỗi buồn hay là những bất kỳ những cái cảm xúc nào bạn đã trải qua trong quá trình sáng tác cái tác phẩm như thế này. Đây là sân chơi, là màn tỏa sáng của tất cả mọi người. Chúc mọi người thành công và chúc cho những cái triển lãm sau này của chúng ta sẽ ngày càng chào đón nhiều tác giả không chuyên hơn nữa. Xin chào tất cả mọi người.